Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Vy. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình Đưa Tin Chào Buổi Sáng. Chương trình này được phát sóng vào lúc 7 giờ, 10 giờ sáng và 12 giờ trưa mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu. Và chúng tôi cũng không quên thưa quý vị, đang thấy số phone 626-552-1517 với một mục đích duy nhất là mong được sự đóng góp xây dựng của quý vị. Cho nên quý vị đừng ngại liên lạc với chúng tôi qua hai số phone đó, tức là 626-552-1517. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Mai Tuấn gửi đến quý vị một cái tin còn đang là nóng sốt. Đó là giải Oscar vừa được phát ở thành phố Los Angeles của chúng ta đêm Chủ nhật vừa qua. Thế nhưng lý do chúng tôi nhắc đến cái hiện tượng này là bởi vì món phở của chúng ta là một trong những món ăn được những người ngồi ở nhà hoặc là đi ra quán ăn hoặc là nhà hàng thì thích ăn phở nhất nhân cái dịp nhìn và xem cái giải Oscar. Chúng ta biết là phở của Việt Nam là một trong những món đang được ưa thích nhất hiện nay ở trên toàn cầu và đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Người Mỹ đã lựa chọn để thưởng thức món phở trong khi họ xem lễ trao giải Oscar. Theo cái trang web có tên là Grubhub, là một công ty cung cấp ứng dụng gọi các món ăn ở trên toàn Hoa Kỳ, thì họ đã cho thấy là số người đặt món phở đã tăng lên 192%, tức là không phải là 50, 10, 20 hay 100% mà là gần 200% thưa quý khán giả, so với các món ăn khác. Dĩ nhiên là ngoài món phở thì cũng trong cái đêm mà ngồi xem giải Oscar này, thì người Hoa Kỳ cũng đã gọi nhiều món ăn khác, trong đó có những món ăn của Mexico, của Nhật, của nước Ý và của Thái Lan. Món ăn Thái Lan là một trong những món ăn khoái khẩu, mà có lẽ cá nhân của chúng tôi và nhiều quý vị cũng rất thích món ăn Thái Lan. Và cũng theo cái tin của trang Grubhub đưa tin thì họ đã xác định một cách rõ rệt là người dân có xu hướng, có chiều hướng chọn những món ăn đắt tiền hơn nữa, nhưng mà món phở vẫn là những món tốt. Những món đắt tiền hơn như là món sushi hoặc là những món beef steak hoặc là món thịt bê. Và cái số đơn gọi hàng ở nhiều thành phố cũng đã tăng lên. Chẳng hạn như thành phố Philadelphia cũng đã tăng lên tới 30%. Rồi các thành phố khác như là San Francisco hoặc là Denver, Colorado. Và cái bản tin cũng nói thêm là những thành phố mà tương đối có thể dễ tìm thấy những món phở một cách khá đông đảo và những cái hương vị nó khác nhau, nó tăng tùy theo cấp độ. Tức là các thành phố như thế là người ta nói rõ là Little Sài Gòn hoặc là các tiểu bang như California, trong đó có Little Sài Gòn chúng tôi ở miền Nam, hoặc là các tiểu bang Virginia hoặc là Texas. Thưa quý khán giả, nhân cái giải Oscar chúng tôi đưa cái tin này. Và có lẽ món phở sau khi người Việt Nam bỏ nước ra đi và chọn cái nơi này cũng như nhiều nơi khác trên toàn thế giới để sinh sống, thì phở là một nét đặc thù, có thể nói như vậy, rất văn hóa của Việt Nam, mà nó cũng biến hóa theo chiều hướng, có thể nói rằng thì là mỗi một nơi nó hơi khác nhau một chút, mà cái nòng cốt của phở vẫn còn đó. Dạ, phở thì là xuất phát từ đặc trưng của miền Bắc, nhưng mà sau này thì được chế biến tùy người Nam hay là người Trung, người Bắc sẽ chế biến theo cách gia giảm cái gia vị của mình. Nhưng mà phở với cái đặc trưng là nước cốt gà hoặc nước cốt thịt bò, nước thịt bò, phở bò thì đúng là đã gây dấu ấn rất là đặc biệt, không chỉ đối với người Việt Nam. Và phở gần như được xem là cái món quốc hồn quốc túy, trở thành cái món đặc trưng của người Việt, đến mức độ là nhiều nơi người ta đặt hẳn tên là phơ, hoặc là người nước ngoài người ta gọi hẳn là phở chứ không cần phải dịch ra bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh, chứng tỏ là nó đã rất là được yêu thích. Và bây giờ thì khi nói đến như Hoàng Vy vừa nhắc, làm cho chúng ta nhớ đến, đúng là có thể nói là gần như là khởi thủy thì là phở là từ miền Bắc, có phải không, gọi là phở Bắc. Nhưng mà thí dụ như ngay miền Nam của chúng ta đây, rất nhiều các tiệm phở, có cả hàng trăm, 200-300 tiệm phở trong cái vùng lý đô Sài Gòn, nhiều hơn nữa chứ. Nhưng mà có lẽ nói đến phở Bắc thì cũng không mấy, có được 1-2 phở ra, 1-2 tiệm. Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu mà nói về đề tài phở thì chắc là sẽ phải đến vào một cái chủ đề khác và một cái hôm khác. Bởi vì có rất nhiều thứ về phở, ví dụ như là phở mà ăn với hành, theo người Bắc thì gọi là hành trần, và gia vị nó hơi mặn hơn một chút so với người Nam. Nhưng mà chúng ta có lẽ là sẽ trở lại vào một chủ đề đúng khác rồi. Và xin mời quý vị đến với phần thông tin khác liên quan đến Trung Quốc.
quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Hoa Kỳ của chúng ta. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì bắt đầu công du ở Hoa Kỳ 2 ngày và ông cũng là quan chức cấp cao nhất của Bắc Kinh đến Washington từ khi Tổng thống Donald Trump của chúng ta nhậm chức. Cuộc gặp giữa ông Dương và Tillerson có thể bàn về lần đối thoại đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Cái trang tin Xinhua đã dẫn nguồn một viện nghiên cứu do chính phủ Trung Quốc tài trợ cho biết, cơ quan này cũng nói là chuyến thăm của ông Dương trùng với ngày kỷ niệm 45 năm cựu Tổng thống Richard Nixon tới Trung Quốc năm 1972 và mở đường cho việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Đây là bước đi có thể nói là mới nhất của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực đưa quan hệ trở lại bình thường sau khoảng thời gian khó khăn từ khi Tổng thống Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Chúng ta nhớ rất rõ là Tổng thống Donald Trump đã có cái sự căng thẳng lời qua tiếng lại với Bắc Kinh hồi tháng 12 năm 2016, đặc biệt là với cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan là Thái Anh Văn và tuyên bố là Hoa Kỳ không nhất thiết phải tuân thủ chính sách một Trung Quốc và coi Đài Bắc là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Và mới đây nhất, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với ông Tập, nói là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Và như anh em chúng tôi cũng đã từng thưa với quý vị, có thể đây là một bước, một cái kế sách về ngoại giao của Tổng thống Donald Trump để mà thiết lập những cái bước đi sắp tới trong quan hệ đối với Trung Quốc. Thực sự thì đứng trên một phương diện thì chúng ta phải nói rằng thì là lạc quan để có một cái nhìn tốt hơn cho cái mối bang giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thế nhưng mà đứng trên một phương diện khác thì chúng ta phải nói rằng là cũng cần phải dè dặt nhiều lắm. Trong cái bản tin mà Hoàng Vy gửi đến cho quý vị có nhắc về cái chuyến thăm lịch sử cách đây 45 năm của Tổng thống Richard Nixon lúc bây giờ. Và chúng tôi có dịp cũng đã được thỉnh thoảng xem những bài viết, bài nói về thì thấy cái hành động bắt tay của Tổng thống Richard Nixon lúc đó với Mao Trạch Đông rất là gọi là có một cái thái độ gọi là cởi mở và như thế là tôi muốn làm bạn với ông và ông thì như thế nào. Thái độ của Mao Trạch Đông lúc đó thì phải nói là rụt rè, không có mạnh dạn như bây giờ. Thế nhưng mà nói về phương diện khác, đúng ra cho các sau Mao Trạch Đông cho đến Đặng Tiểu Bình, cho đến Giang Trạch Dân, rồi Hồ Cẩm Đào và bây giờ là Tập Cận Bình, thì Tập Cận Bình phải biết cảm ơn chuyến đi của Tổng thống Richard Nixon chúng ta sang tới Trung Quốc. Nhờ chuyến đi đó thì Trung Quốc mới mở cửa ra và mới được bước tiến như ngày hôm nay. Thế nhưng mà xin lỗi quý khán giả cho chúng tôi được nói nhỏ trong một kép ăn cháo thì đa bát. Nói gì nữa bây giờ? Mời. Dạ, và với tham vọng bành trướng, và chúng ta cũng còn nhớ là khi Tổng thống Obama còn tại chức, còn đương nhiệm, thì ông cũng đã từng tuyên bố là Trung Quốc là một đối tác đối trọng, một đối tác đối trọng và rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Và hy vọng lần này Tổng thống Donald Trump, như anh em chúng tôi vẫn thường thưa đó, là sẽ có những cái bước đi rất là phù hợp để có thể vừa đối đãi nhưng mà lại vừa có thể chỉnh nắng được cái vị trí của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi gửi tới quý vị một cái tin kế tiếp, đó là một cuộc họp của Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Tưởng rằng nghe phong phanh thế có thể thành hình, nhưng mà đến cuối cùng lại cũng sẽ tan vỡ. Hay nói đúng hơn là chưa khởi đầu thì lại càng không thấy đâu. Một cuộc gặp đầu tiên giữa chính quyền Bình Nhưỡng và Washington kể từ khi Tổng thống Donald Trump của chúng ta lên nắm quyền đã bị hủy bỏ. Sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối, Mai Tuấn lặp lại là sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho một đặc phái viên hàng đầu của Bắc Hàn. Đó là tin của tờ Wall Street Journal đã cho biết như vậy. Cuộc họp giữa đặc sứ của Bắc Hàn, đó là bà Chun Sun Hui và các cựu quan chức của Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 3, tức là ngày mai, ở New York, nhưng đã bị hoàn toàn bỏ khi bà này bị từ chối thị thực. Và theo cái hướng dẫn, hay nói đúng hơn là theo cái nguồn tin của Reuters từ The Wall Street Journal, viết rằng vì lý do là hành động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thấy rằng Bắc Hàn đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo và những cái vụ mà Bắc Hàn đổ lỗi cho cái vấn đề mà giết Kim Jong Nam hiện nay không phải nhận tội mà là do chính quyền Malaysia
Và điều thứ ba nữa, thưa quý khán giả, nhiều nhà phân tích cho biết là rất có thể mới đây là Bắc Hàn đã giết năm cho ra lệnh giết một cách thảm khốc qua họng súng Đại Bác, giết năm vị tướng của Bắc Hàn chỉ vì những người này, theo nguồn tin của Nam Hàn cho biết là đã báo cáo sai, không có báo cáo trung thực, làm cho nhà giả lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un bực mình mà ra lệnh giết những người thân cận của mình. Thưa quý khán giả, đó là cái tin theo tờ Journal, Wall Street Journal cho biết. Nhưng mà có lẽ chiều sâu và chiều xa, theo thiện ý thì có lẽ Tổng thống Donald Trump của chúng ta đã phần nào chậm lại cái dục tốc bất đạt theo cái bình thường con người của ông. Cho nên là ông không có muốn để gặp cái phái đoàn, hay nói đúng hơn là cái phái đoàn của cái người đặc sứ Bắc Hàn muốn sang Hoa Kỳ. Thì người ta dùng cái lý do là bởi vì nếu bằng lòng thì có khó khăn gì đâu, vì Bộ Ngoại giao chấp thuận cái một. Nhưng mà đài bên này nói rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không kịp, đó là cho visa để vô, thì vì vậy cho nên không gặp. Đó là những lý do mà chúng tôi nghĩ là quá thưởng thức. Và đây cũng là một cái tin mà như chúng tôi nói, rất có thể Tổng thống Donald Trump của chúng ta đang có được một cái đà đi lên chậm chậm nhưng mà chắc, hơn là theo kiểu ông bà mày nói dục tốc thì bất đạt. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả trong phần đầu của chương trình Đưa Tin Chào buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.